Với những lợi thế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, giao thông và nguồn nhân lực, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Hey hey, xin chào anh em thân yêu của AD. Anh em mấy hôm nay tình hình Long Thể thế nào nè? Có bị anh điện lực ghé qua mang điện đi làm cho héo mòn không? Anh em nào mất điện hả? Thì đến chỗ AD nha. AD ở mấy khu công nghiệp đầy nắng đầy gió, đầy cả điện cho anh em dùng tè tình tè luôn. Nói đến đây mới thấy, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mới đây phải gọi là đỉnh của đỉnh về việc dụ ngân sách FDI đổ về. Bí quyết nào mà những tỉnh thành ấy dụ được nhiều ghê vậy ta? AD thì thấy không cần dụ, mà khẩu vị của mấy anh đầu tư đang dùng về phía Nam các chế ạ. Trong 4 vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất tính đến gần hết tháng 5. Cụ thể, lũy kế tổng vốn FDI đổ vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 193,07 tỷ USD. Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng duy nhất hút vốn ngoại trên 190 tỷ USD. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng. Reuters khẳng định số vốn đầu tư của châu Âu chỉ là giọt nước so với các nước khác đang đổ về Việt Nam. Hà Lan, Pháp, Luxembourg và Đức là những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam. Theo dữ liệu chính thức, với tổng vốn đầu tư vượt quá 20 tỷ USD, đây vẫn là một phần nhỏ so với đầu tư từ các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản, mặc dù FDI thường được chuyển từ Singapore và các trung tâm tài chính khác. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Với định hướng thu hút đầu tư chọn lọc, thu hút dự án công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động của các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được nhiều tập đoàn lớn ủng hộ với những kế hoạch đầu tư lớn. Ông Rajiv Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, các tỉnh thành phố phía Nam là điểm đến hấp dẫn nên nhiều công ty Ấn Độ đã thiết lập sự hiện diện ở đây và dự kiến thu hút nhiều công ty khác cùng đến đầu tư. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư tại khu vực phía Nam là công nghệ thông tin, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Không chỉ có các nhà đầu tư châu Á, các nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu, EU và Mỹ cũng đang rất ủng hộ định hướng thu hút đầu tư mới của các tỉnh thành phố phía Nam vì phù hợp với khẩu vị của họ. Minh chứng là một số dự án công nghệ cao, quy mô lớn, nhanh chóng được nhà đầu tư châu Âu rót vốn. Tiêu biểu nhất phải kể đến dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của tập đoàn Lego của Đan Mạch tại tỉnh Bình Dương. Dự án này có vốn đầu tư lên đến 1,3 tỷ USD, được định hướng xây dựng thành nhà máy bền vững nhất của tập đoàn Lego trên thế giới về mặt thiết kế và xây dựng, với trang thiết bị hiện đại, đặc biệt nhà máy sẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời. Một dự án khác cũng vừa được cấp phép tại Bình Dương là nhà máy sản xuất trang sức và phụ kiện trang sức với tổng vốn đầu tư 163 triệu USD của tập đoàn Pandora Đan Mạch. Dự án này cũng sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Sức hút và tiềm năng của khu kinh tế này đã được chứng minh qua hàng chục năm. Trang Source of Asia khẳng định lại, các công ty công nghệ thông tin toàn cầu như Intel và ASUS đã thành lập nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Nike cũng chọn Đồng Nai trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mới đây, gã khổng lồ ngành đồ chơi Lego cam kết đầu tư 1 tỷ USD để đầu tư vào Bình Dương để xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam. Tính lũy kế đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, Việt Nam hiện có 143 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 81 tỷ USD, Singapore đứng thứ hai với 73 tỷ USD, tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông. Theo địa bàn, nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với hơn 56,7 tỷ USD, tiếp theo là Bình Dương với gần 40 tỷ USD. Nằm ở cửa ngõ của nhiều tuyến vận chuyển và thương mại quốc tế, Hồ Chí Minh là địa điểm có nhiều yếu tố phát triển nhất để kinh doanh tại Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế, hậu cần và hiện là trung tâm khởi nghiệp và công nghệ của Việt Nam. Hiện tại, vùng có hai khu chế xuất lớn, Tân Thuận và Linh Trung, hai khu công nghệ cao Sài Gòn và công viên phần mềm Quang Trung, cùng hàng chục khu công nghệ cao đáng chú ý. Đây là một trong những đặc điểm của người thành công đấy anh em nhỉ. Trang The Star đã viết, với những lợi thế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, giao thông và nguồn nhân lực, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng đến thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường,
thành phố còn xây dựng đề án thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong dự thảo đề án đang được lấy ý kiến, thành phố đặt ra các tiêu chí đầu tư và mục tiêu rất rõ ràng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng 50% số lượng tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune Mỹ xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại thành phố. Một mục tiêu quan trọng nữa được đặt ra là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao, tăng 50% trên năm. Các ngành thương mại điện tử, logistics, bán lẻ cùng các ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngành công nghệ thông tin như thiết bị điện tử, thông tin, phần mềm, vi mạch, robot sẽ là những ngành được thành phố Hồ Chí Minh trải thảm đỏ mời gọi đầu tư. Jane Onuf cũng phải thốt lên, được biết đến với môi trường kinh doanh năng động và đa dạng, hệ sinh thái hỗ trợ, đội ngũ nhân tài trưởng thành cũng như thị trường tiêu dùng rộng lớn và không ngừng tăng trưởng. Sker là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Các ngành trọng điểm bao gồm điện tử, phần mềm, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất, chế biến nông nghiệp, công nghệ cao và dệt may. Tiếp theo gần đây, tập đoàn Pandora, Đan Mạch, thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP nhằm xây dựng cơ sở chế tác trang sức mới tại Việt Nam. Theo đó, Pandora cam kết đầu tư 100 triệu USD triển khai xây dựng cơ sở chế tác trang sức khoảng đầu năm 2023 tại VSIP 3 ở Bình Dương, dự kiến đi vào sản xuất cuối năm 2024. Giám đốc cung ứng tập đoàn Jirasa Purana Samburi cho biết, tập đoàn đã tìm hiểu nhiều nơi trên thế giới trước khi quyết định chọn Việt Nam và cụ thể là Bình Dương làm cơ sở sản xuất tiếp theo. Với Việt Nam, Pandora có thể tiếp cận một lượng lớn thợ thủ công có tay nghề cao. Đó là ưu tiên cao để mở rộng khả năng sản xuất của Pandora nhằm đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt năm 2023, các tỉnh, thành phố trong vùng như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đều cùng nâng cấp thu hút FDI với định hướng chọn lọc dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư hoặc mở rộng đầu tư vào các tỉnh, thành phố phía Nam rất quan tâm đến định hướng thu hút đầu tư mới của các địa phương này. Ông Andrew Lee, giám đốc cấp cao, Bộ phận Phát triển Kinh doanh làm việc tại Hàn Quốc, Savills Việt Nam nhận xét trên trang chủ của mình. Ngành công nghiệp tại Việt Nam đang chuyển dịch lên trên chuỗi giá trị và các ngành công nghiệp có giá trị cao ngày càng thể hiện rõ. Nhiều công ty Hàn Quốc kinh doanh hàng hóa có giá trị gia tăng cao như điện tử và thiết bị công nghệ cao đã đầu tư vào khu kinh tế trọng điểm phía Bắc NKEG. Các thương hiệu đáng chú ý bao gồm Samsung, Lotte và YSL Group. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp truyền thống hơn như sản xuất dệt may có xu hướng tập trung tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam SKEG. Để tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao, Bình Dương rất chú trọng xây dựng các khu công nghiệp xanh. Đầu tháng 2 năm 2023, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC Việt Nam và Công ty Semcorp Development Limited Singapore đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển 5 khu công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Trong đó có một số khu công nghiệp tại Bình Dương. Giữa tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Gia Định Việt Nam và Tập đoàn Safe Cooperative Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác để thực hiện xây dựng cụm công nghiệp Net Zero tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cụm công nghiệp này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và sử dụng công nghệ tái tạo chất thải công nghiệp. Nói đến Bình Dương, South of Asia đã dự báo một tương lai gần đầy hứa hẹn. Sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với khu vực này là kết quả của sự bùng nổ trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và dự kiến sẽ phát triển các khu công nghiệp mới trong những năm tới, cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính từ 8 đến 8,5%. Sau vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đứng thứ 2 với lũy kế tổng vốn FDI đạt 122 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 3 là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với lũy kế tổng vốn FDI đạt 20 tỷ USD. Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long có lũy kế tổng vốn FDI đạt 7,5 tỷ USD tính đến 20 tháng 5 năm 2023. Anh em thấy điện nước đầy đủ không nè? Quá tệ tình ten luôn ấy chứ. Yên tâm một điều là điện ở các khu công nghiệp sản xuất thì sẽ không bị anh em nhà điện sợ đến nha. Thế mới bảo cứ theo AD đi muôn nơi, mà toàn nơi sang xịn mát liệm đốm tim, ăn ngon tụt lưỡi với dăm ba câu hát nghe online vì wifi căng đét thôi nè. Cứ like và share video cho AD thì có khi không cần đi đâu xa, điện cũng căng đầy nhà rồi anh em nhỉ. Tếu táo lúc điện chập chờn thế thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.